Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là 11:30 và quý vị đang đến với bản tin trưa của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong vòng 12 giờ vừa qua, sau khi vượt qua phía nam đảo Palawan của Philippines và đi vào Biển Đông, bão số 16 tiếp tục mạnh lên. Vào hồi 7 giờ ngày hôm nay 24 tháng 12, vị trí tâm bão cách đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa vào khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 là từ 115 đến 135 km một giờ, giật cấp 15. Dự báo đến 19 giờ ngày 25 tháng 12, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 là từ 100 đến 115 km một giờ, giật cấp 14, sóng biển cao từ 7 đến 9 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai ở vùng biển gần bờ, bao gồm cả huyện đảo Côn Đảo và đất liền ven bờ là cấp 4. Nhằm giảm thiệt hại như đã xảy ra với bão số 12 vừa qua và bão Linda năm 1997, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin diễn biến của bão, tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, không để tàu thuyền ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão để hướng dẫn di chuyển hoặc là thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Rà soát các phương án đảm bảo an toàn cho người dân trên đảo, nhà giàn, giàn khoan dầu khí và các hoạt động khai thác trên biển, ven biển trên Cù Lao đang có nguy cơ sạt lở mạnh, vùng trũng thấp do ảnh hưởng của chiều cường. Kiên quyết sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, trong đó đặc biệt đối với huyện đảo và xã đảo như là Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, Côn Đảo thuộc Bà Rịa Vũng Tàu. Và việc kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu tại bến, kể cả các tàu vận tải, tàu vãng lai trên sông, trên biển và các bến phà. Khu vực neo đậu quanh các đảo và khu lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trên biển và đất liền nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản. Tổng rà soát các phương án và kịch bản ứng phó. Đặc biệt là cần tăng cường trang thiết bị và nguồn lực để kịp thời chỉ đạo điều hành được thông suốt trong các tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó với hiệu quả của bão. Thưa quý vị, bão Tembin quét qua Philippines đã khiến cho 150 người thiệt mạng và hơn 200 người khác mất tích. Chính quyền địa phương đánh giá là thiệt hại nặng nề này là do sự chủ quan của người dân bất chấp nhiều lời cảnh báo trước đó. Theo bà Rappler, đã có ít nhất 127 trường hợp thiệt mạng tại tỉnh Lanao de Notre, 50 người ở bán đảo Zamboanga và 18 người ở Lanao de Sur. Công cuộc cứu hộ vẫn đang diễn ra khó khăn. Cơn bão Tembin đã có lúc thổi mạnh lên đến mức 80 km/h và các nhà khí tượng dự báo nó sẽ rời khỏi địa phận Philippines vào ngày mai, 25 tháng 12. Trong tuần trước, bão lớn cũng đã cướp đi sinh mạng của 46 người. Phần lớn các nạn nhân đều thuộc diện nghèo khó và không có khả năng bỏ lại nhà cửa theo kêu gọi di rời của chính quyền địa phương. Thưa quý vị, ảnh hưởng của bão số 15, sóng lớn kết hợp với chiều cường đã khiến cho nhiều nhà dân ven biển tại phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang bị hư hỏng nặng. Theo đó, thì liên tiếp trong các ngày 19 và 20 tháng 12, bão số 15 kết hợp với chiều cường và sóng biển cao từ 4 đến 5 mét đã tấn công nhiều nhà dân tại tổ 1 và tổ 2 Tây Hải, phường Vĩnh Nguyên. Một số nhà xây bán kiên cố cũng bị sạt lở và hư hỏng công trình phụ. Chính quyền địa phương đã vận động các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm di rời, tài sản có giá trị và di tản đến nơi an toàn. Hiện còn hơn 100 hộ dân sống ven biển nằm trong diện cần phải giải tỏa để làm bờ kè kiên cố. Từ năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt dự án kè chắn sóng Vĩnh Nguyên với tổng kinh phí là hơn 200 tỷ đồng. Nhưng đến nay thì dự án này vẫn tiếp tục chờ kinh phí từ Trung ương. Đầu năm nay thì thành phố Nha Trang đã đầu tư 2,3 tỷ đồng làm kè chắn sóng tạm dài 106 mét để hạn chế bớt ảnh hưởng của sóng biển. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, khiến cho các hộ dân vẫn trong tình trạng thấp thỏm mỗi mùa mưa bão. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nhiều người già và trẻ em tại thành phố Hồ Chí Minh đã phải nhập viện bất thường khi nhiệt độ các tỉnh phía Nam những ngày qua xuống thấp, dao động từ 18 đến 21 độ C. Đây cũng đang là thời điểm cuối năm nên không chỉ có những diễn biến bất thường về mặt thời tiết mà nhiều dịch bệnh khác cũng có khả năng bùng phát khi nhu cầu đi lại, vui chơi và ăn uống của người dân tăng cao. Thời tiết se lạnh như thế này khiến nhiều người già bị hành bởi các căn bệnh mãn tính như xương khớp, hô hấp. Bà Sang cũng như nhiều người khác cũng khổ sở trong những ngày thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ xuống thấp như những ngày qua. Bây giờ là thối quá cuộc sống, đau thần kinh tọ, rồi gai, xương khớp nè, hai cái đầu gối. Đau nhất nhiều là khi mà trời trở tiết, nó theo thời tiết, mà trời lạnh thì nó nhức dữ lắm. Trẻ nhỏ càng dễ mắc bệnh hơn khi thời tiết xuống thấp. Bệnh nhi này mắc thủy đậu, ngay lúc sức đề kháng còn yếu, trời lại chuyển lạnh đột ngột nên bé bị cả viêm đường hô hấp.
Nó giống như nó nói ngứa đó, nổi cái mụn nước nhỏ, một ngày trước thôi. Qua ngày sau thì nó nổi lên nhiều, em mới đem đi bệnh viện Di Đồng để khám. Nó ho có đàm. Xong rồi thì bác sĩ nó ở đây mới nói là nó ảnh hưởng cho nên nó bị viêm đường hô hấp á. Rồi khám kết hợp hai bên chung luôn. Do một phần là trái chúa trở trời nữa, mà do một phần là bệnh của cháu có. Cho nên cứ bệnh lạnh thì cái là nó bị luôn. Hiện trung bình mỗi ngày hai bệnh viện nhi của thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận từ 250 đến 300 bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp, phổ biến nhất vẫn là cảm lạnh, cúm, hen suyễn hay là viêm đường hô hấp. Theo các bác sĩ, khi thời tiết chuyển lạnh thì các tác nhân gây nhiều loại bệnh cũng gia tăng. Nâng cao sức đề kháng cho trẻ bằng cách ăn uống bổ dưỡng đầy đủ các nhóm chất. Cái thứ hai là chúng ta không nên sử dụng máy lạnh nhiều quá. Thời tiết lạnh là trẻ đã bị dễ cảm nhiễm cảm cúm rồi. Mà chúng ta nằm máy lạnh thì em bé dễ bị cảm lạnh, cảm cúm theo. Hiện nay chúng ta có rất là nhiều bệnh có vaccine. Thì đối với cúm là chúng ta phải tái chủng hàng năm. Thì cũng khuyến khích là tất cả mọi người nên đi tìm ngừa vaccine ngừa cúm. Song song với công tác kiểm soát dịch bệnh, thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cường giám sát, lên phương án xử lý triệt để nếu xuất hiện ổ dịch, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Bên cạnh những động thái của ngành y tế thì người dân cũng nên chủ động phòng chống dịch để bảo vệ bản thân và gia đình. Quý vị, trong ngày hôm qua, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với hãng hàng không Vietjet Air đã tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 2 triệu đến Nha Trang. 3 vị khách ngẫu nhiên giúp du lịch Nha Trang vượt ngưỡng 2 triệu khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, bay trên chuyến bay mang số hiệu VJ839 của hãng hàng không Vietjet Air, khởi hành từ Incheon đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vào lúc 5 giờ 30 phút sáng qua với 180 hành khách. 2017 tiếp tục là năm thành công của ngành du lịch Khánh Hòa khi đã đón gần 5,5 triệu lượt khách, trong đó thì khách quốc tế đạt trên 2 triệu lượt, tăng 69% so với năm ngoái. Đáng chú ý, cơ cấu khách quốc tế từng bước được khai thác đa dạng. Khách Hàn Quốc hiện đang là một trong những thị trường có số lượng lớn đứng thứ 3 sau ở Khánh Hòa, sau Trung Quốc và Nga. Từng là nơi tụ tập của gái mại dâm, tội phạm, công viên Văn Lang thuộc quận 5 thành phố Hồ Chí Minh giờ đây đã được cải tạo trở thành quảng trường đi bộ, sân khấu ánh sáng nhạc nước. Nơi đây được hy vọng sẽ cùng với phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành điểm nhấn và thu hút sự quan tâm chú ý của người dân thành phố và du khách. Sau 5 tháng thi công, công viên Văn Lang đã được đưa vào sử dụng như một quảng trường đi bộ, rộng hơn 10.000 m2 được lát đá granite. Điểm nhấn của công trình là ánh sáng nước, sân khấu ngoài trời, nhà thông tin triển lãm và hệ thống camera giám sát. Người dân được sử dụng Wi-Fi miễn phí, nước sạch uống tại vòi, có nơi giữ xe và nhà vệ sinh sạch đẹp. Sân khấu ngoài trời và ánh sáng nhạc nước sẽ được biểu diễn vào những ngày cuối tuần, dịp lễ hoặc các sự kiện quan trọng. Nơi đây cũng mở khu ẩm thực bán các món ăn truyền thống đặc trưng của Sài Gòn, chợ lớn ngày xưa. Toàn bộ kinh phí cải tạo công viên Văn Lang được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa với sự chung tay của nhiều doanh nghiệp và người dân. Nằm trong các sự kiện nổi bật nhất của tuần lễ Giáng sinh 2017, tối qua 23 tháng 12, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tổ chức đêm gala Giai điệu Giáng sinh 2017. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp và các học viên ưu tú của Trung tâm Music Talent đã đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Tại đêm gala, các tiết mục âm nhạc đặc sắc như độc tấu piano, hòa tấu cùng nhóm dàn dây nhí lớn nhất Việt Nam, hòa tấu guitar cùng những màn vũ điệu dance pop cực kỳ sôi động đã được các em nhỏ của Trung tâm Music và Học viện Âm nhạc Quốc gia biểu diễn đầy cảm xúc với những tác phẩm nổi tiếng như Joy to the World, The Entertainer, The Godfather. Bên lề chương trình là triển lãm tranh gây quỹ từ thiện quỹ những thiên thần nhỏ. 3 tác phẩm ấn tượng nhất sẽ được đấu giá nhằm gây quỹ xây trường học vùng cao cho các em khó khăn ở Sơn La. Thưa quý vị, hòa chung không khí Giáng sinh đang ngập tràn ở nhiều nơi trên cả nước, giáo dân Quảng Ngãi cũng đang phấn khởi và háo hức đón một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Mái ấm cô nhi viện Phú Hòa, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, các em đã đón Giáng sinh thật ấm áp, tràn ngập niềm yêu thương trong vòng tay nhân ái của các sơ và tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm và sự quan tâm của các cấp. Nhân dịp này thì là quý sơ cũng như là gia đình cô nhi viện Phú Hòa chân thành cảm ơn quý cấp, cảm ơn các ban lãnh đạo, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến các em, đã thương các em, ưu ái và cho các em những cái món quà, những cái tấm lòng và những cái tình thương rất là chân thành. Các sơ rất là biết ơn.
Tại các gia đình giáo dân, không khí đón Giáng sinh thật rộn ràng, nhà cửa trang hoàng cây thông Noel, ông già tuyết, hang đá ngập tràn không khí Giáng sinh. Cả nhà sum vầy và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp, cầu chúc cho mùa Giáng sinh mới an lành, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà. Bà con giáo dân của chúng ta năm nay là đón Giáng sinh rất là vui vẻ, đầm ấm. Và với không khí như thế này thì bà con rất là vui mừng. Và cũng cái ngày này thì anh em bà con giáo dân của chúng tôi là cũng gặp mặt, sum vầy để chuẩn bị để đón lễ và được đón để đón lễ cùng với cả nước mừng cái ngày Giáng sinh. Cũng cầu mong cho bà con giáo dân và mọi người được an lành, hạnh phúc trong một năm. Không còn là ngày lễ riêng của đồng bào Công giáo, Giáng sinh đã trở thành ngày hội của cả những người ngoài đạo, nhất là giới trẻ. Họ cũng hòa chung không khí vui tươi, háo hức chờ đón Giáng sinh và chúc cho mọi người được an lành, hạnh phúc. Tất cả các giáo dân ở đây rất là phấn khởi vui mừng trong cái dịp lễ đại lễ Giáng sinh là người đại lễ của người Công giáo của chúng ta. Và thời tiết thì rất thuận lợi cho việc tổ chức trang trí cũng như là làm hang đá. Đó là truyền thống của người Công giáo của chúng ta trong cái dịp đại lễ Giáng sinh. Kính chúc tất cả giáo dân cũng như là những người lương dân, tất cả công nhân của tỉnh nhà được vui vẻ, hạnh phúc trong đại lễ Giáng sinh cũng như là năm mới sắp tới. Không khí đón Giáng sinh đã từ lâu không chỉ là hoạt động riêng của đồng bào Công giáo mà đã trở thành nét văn hóa đẹp trong đời sống tinh thần của người dân Quảng Ngãi. Tối qua ngày 23 tháng 12, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7 năm 2017 đã chính thức khai mạc. Có trên 15.000 người dân địa phương và du khách khắp nơi đã cùng tham dự sự kiện này. Chủ đề của festival năm nay là Hoa Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Với nhiều hoạt động đặc sắc, sự kiện được kỳ vọng là điểm đến văn hóa, du lịch cho người dân, du khách trong và ngoài nước. Là sự tiếp nối khẳng định tôn vinh và quảng bá những giá trị về hoa và người trồng hoa Đà Lạt. Các mặt hàng nông sản nổi tiếng và đặc sắc của địa phương như rau, trà, cà phê và tơ lụa. Đồng thời là dịp để tỉnh Lâm Đồng quảng bá thương hiệu du lịch và nông sản địa phương vươn ra thế giới, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Cũng tại buổi lễ, Cục Sở hữu Trí tuệ đã trao quyết định công nhận thương hiệu nông sản Hoa Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Đây là thành quả của quá trình lao động, nghiên cứu và sáng tạo, luôn khát khao hội nhập của người dân địa phương. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7 sẽ diễn ra tới hết ngày 27 tháng 12 với 16 chương trình chính và hơn 30 chương trình hưởng ứng tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh Lâm Đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.